Thế ngào nặng mụn bắt đã không? Thấy mấy cục cũng già già. Ngày nay không qua được chị luôn. Ngày tự nhiên sáng nắng mà chiều ít, sáng mưa mà chiều nắng mà không có khách luôn. Tức cười mấy người kia đi chứ. Mấy người đi qua kia. Ủa, tưởng đi Phú Quốc. Tức kẹp về đó kêu. Đoán là không, đó là khách mình tưởng mình đi chơi. Mà lo đắng cái hình đi chơi bút ngàn la luôn kìa. Cala hả? Nói cho coi cái cala luôn. Cá mốt rồi. Mãi cây bà lo đi để đi đi một đồ dư thương. Mắt mắt rồi chụp đi thương. Em muốn giùm cho chị Văn luôn hả? Ghê sợ cái giọng thanh thoát. Trong mình đái sướng nha. Nắm đó. Đi nắm đó. Nhức đói nhất lên ơi. Thế lắm à? Na có đầu quay. Mặt đó đắp nào chưa? Mặt có một miếng chỗ này chứ mai. Khóa chưa vậy? Khóa cửa chưa? Mai còn biết nữa. Nó nhỏ gần dưới à? Chân đợi con đây nè. Đó. Đợi ai? Chắc đợi ai? Nhằn nhỏ ra cho nhằn nhỏ ở nhà mới. Giống mở không á? Trời, con nó cục dạng lắm. Nhà cũng dạng lắm mà. Chị lớn đi số mà. Bây giờ ra chị em tới sau nữa hả? Tới xong thời gian tới xong tự ra chứ. Bây giờ làm nhờ biết nó sao mới ra. Chị cũng không biết nữa rồi. Chị sửa chưa? Chưa sửa. Chưa sửa. Chưa sửa. Vài tháng thì cứ cho nó ra đi làm được. Mà đợi ta có tin vui rồi. Còn có tin buồn thì thôi. Nhà phải ơi tích. Nó bụng răng mà ta lo được. Đến đây mà yên đáp mà. Không. Phải cầu không. Trời cho ta có tin vui chứ. Mày chi hả lấy? Không bao giờ quấn cái đầu pháp được. Chính là thật đấy. La vô liền à. Mày yên nghe một cái lý do ở trời. Lý do nó là bị trừ lương. Yên có lý do là không thưởng Tết nghe.
ngày không có khách. Cái giờ về mới đứa về khách vô. Cảm thấy mà không có không khí nào, không có đi làm nhiều, không có chút không khí luôn này. Cái đường hoa chỗ đây này trừ mỗi lần cũng lạc đạc có mấy cái nha mấy, hồi xưa mà tầm giờ trừ là chẳng dọn hết trơ hết trọi rồi. Không có là sớm quá, mới 19 sớm quá hả? Cũng sao là hay xong rồi. Ừ, rứa mà thấy chi mà có mấy cái nha mấy, ít lắm. Không có không khí gì luôn á, không có không khí gì là gần Tết. Hôm bữa qua nói chuyện cái tuần sau là nghĩ làm sao mà nghĩ chứ. Ừ. À mình nghe là quét luôn thiệt luôn á. Nghe là quét luôn á, nghe. Chi dụ nó Tết đó. À quen gặp cái họ chỉ đấu được 1 triệu thì chục quen á. Tại từ mới á. Dạ, mới luôn rồi đây. Ừ. Năm nay mới làm được mấy tháng hiện? Tính chưa được tiền đầu ngón tay luôn á. Chưa hết cái bàn tay luôn. Tính theo tháng mà nhân lên thì hình như được 6 không em? 6 hay bận? Chắc nửa tháng, nửa năm thôi. Tại vì nghỉ dịch ấy. Nửa năm. Được 4 tháng. Chị bán ra bao nhiêu? 22. Rồi là chuẩn bị mà lon tuần nữa là bay tiền nữa. Bay cờ tram. Bay cho đám con thơ. Trời, xong rồi cái lon nghèo luôn. Tốn tiền nhiều nữa. Cho này chục kia làm lon này. À, nếu mà có tiền kia trước tới chuyện đỡ khổ. Cái đó là cũng chưa biết là về trước tới hay sao đấy nhỉ? Còn lâu. Tại vì là nó trúng cái ngày về á. Trúng mẹ ngày thứ bảy chủ nhật mẹ đi. Đầu không được, ngân hàng Việt Nam mình đâu có làm đâu. Thứ hai mà Tết mà mùng 6 ngân hàng mới làm việc lại. Mùng 6 lận. Mà mùng 6 là trúng chủ nhật nữa, nay là mùng 7 là trúng thứ hai. Ôi chung mẹ ơi, thầu kệ mẹ đi. Thôi chứ đó, mình đây là có, là mày biết có là vui chứ sợ là... À biết là qua ngày nó là biết có hay không thôi. Không là mày biết có là mày chỉ xem được. Ngày 28 là biết có hay không. Mà trong ngày 28 chắc không kịp nữa, không kịp trước Tết rồi. Tại vì họ như là ngân hàng làm 26 nữa nghỉ rồi, thứ 6 đó. Nó làm hết ngày thứ 6. Bữa nó xuống sáng cái gì chắc do mình hồi xưa cho tiệc cũ mình bệnh. Nghe cái nó là được, đừng nghe kia. Vậy thọc cống được. Năm nay chắc đồ Tết nhất đồ chắc không cần mua. Có người cho. Không, mà mặc hết đâu. Không, đồ này kia. À, đồ mua, đồ ăn, đồ ha. Ờ, chắc có người cho hết rồi.
mà thật ra Tết bữa nay cũng bình thường. Thank you.